đây là giải nghĩa địa. Mình lựa chọn đóng rồi. Rồi giải nghĩa địa. Mấy cái giỏng? Hai cái giỏng. Dư sức luôn. Không, một hai giỏng hình gì ơi? Không, hai giỏng mà. Mà hơi ngắn ngắn nha. Trời ơi, bị ngắn á, tại vì hai dạy một giỏng hai mét mấy lần. Rồi giải nghĩa địa nè, mình lựa đóng cái giỏng rồi. Sót quá đứng lên luôn rồi. Ừ. 2 mét mấy lận. Cái này được 2 cái mà hơi ngắn nha, không được dài. Bớt đi, lấy khúc này luôn, bớt ra ba. À, không được hai giỏng đâu, tôi biết, tôi là thợ may mà. Lấy khúc đó qua cho tôi được tính sao tính. Ha, để đó đi. 219 nè. Không, có 19 nè. Giải này giải nghĩa này. Ho nhiều quá, nhiều quá. Tôi đi về tiết có bán cà túi sách thế này các bạn. Tại vì bữa nay chú Dũng không bán thì tiết có bán. Túi da đẹp. Mình quay mình thấy trời nắng quá nắng rồi. Đây là túi đen đó. Này nó bằng cái gì á? Ở này tiết có mấy cái đồ này lạ lắm nè. Có ai mua chưa? Bảo sáng giờ bán nhiều lắm hả? Nhiều lắm hả? Hai tô không đẹp đó, bán nghĩa rẻ đi về cho hai đấy đó, đâu có đẹp. Đó, nó hơi sằn sùi quá. Trời ơi, cái tô này mới là đẹp nè, tô cổ nè. Gia bon chứ không phải gia ban. Đẩy gia bon. Đẩy gia bon là bà ban là ban. Hai cái này nhiều. Hai cái đẹp mà. Không. Nhiều. Tôi không trả giá, phải gặp bà cứ mắc luôn phải trả giá không à. Tức cũng chết luôn. Tô này ăn canh đạt rồi đừng. Bữa nay đồ nhiều lắm, đồ khá là đẹp luôn ha. Có hai tô này cũng nhật luôn các bạn. Nó đã chữ là ba nữa các bạn. Ba đâu 100. Cho ăn lùng á. Nhiều tiền mà nó mà ship vô nghe tôi đọc bây giờ. Cái này gì vậy Thành Dìa? Cái này gì vậy? Đựng gì nấu gì vậy? Cái này đồ đẹp đẹp không? Nắng quá à, bà chát quá, giờ này nắng thiệt luôn. Quá nắng luôn, khủng khiếp quá bà ấy ơi. Cái bệnh này được. Cái này uống rượu được nè. Cái này có bán là đẹp đẹp không à, chết luôn rồi, lựa sống này là bánh xác luôn. Em hồi lùi biết làm gì, bóng thì đẹp rồi đó nhưng mà làm cái gì. Dạ yeah. Tôi thì là phái màu trắng hơn, tôi không thích cái màu đen thì lùi. Gina kiếm la ban này, Gina trời đất ơi, đụng chơi thành nhà nè. Đúng cổ luôn nè. Dạ mấy tôm nữa quái nè. Gì? Trời ơi, nó nặng mẹ ơi, tao phải cầm còn không nổi nè. Vậy hả, đẹp không? Hết hả? Đã chạy hết ra tôi đụng là trời ơi nó nặng. Chụp nó mày. Phải chứ. Cái này nè, mới đọc chiêu nè các bạn. Cái này chắc đẩy với miếng mút vô chắc mình được chấm bông quá. Chỗ còn không có ngồi nữa, chỗ hơi khá. Mà hỏi mình về coi có chỗ ngồi không. Không hết, không còn cái quần bán kìa, dài làm liền nè. Cắt rồi tối được. Trời ơi. Mai đồ tôi gắn
khó lắm. Gác xuống kia đè đó còn khó hơn mấy mày. Biết gọi bả sao á, sao bả gần tôi được. Bà đưa đi về người ta gác đêm tao vô. Tôi làm từ anh mày ăn liền không à. Bán ăn đủ qua còn kiếm thêm. Cái đẹp quá, xanh ngọc mà đẹp quá hình gì hả? À, tôi cầm đồ cổ này được nè, thả cá vô á, đây cá biển hào vô đẹp lắm chị. Mà chắc mai sáng nó mua cái đồ mấy chơi cái trăm ngàn này về thả cá biển hào nữa trời. Cái đồ này nhiêu 10 ngàn hả? Không, 20 đẹp hơn đi. Em mua mấy cái tô xấu xấu vô còn bệnh tô này nữa, tô đó không có mẻ rồi nè mẹ. Bệnh không? Tôi có gọi nhóc luôn á. Mà nó nhẹ chứ không phải nó nặng gì đâu, loại nhẹ kìa, loại nhẹ tốt hơn. Tốt hơn, trời tôi rất là lụm cụm, lăn cùng cù cũng bể nữa. Bà không biết là loại nhẹ hả? Không, bằng đá nhẹ. Không có bà chứ đâu. Mẫu này nè. Quay về đủ cỡ mà nó có cái tem luôn, có chữ luôn, cái này là không có nè, nó có cái tem logo với đích nè, cái chữ luôn. Cái này phải đẩy China, phải đẩy La Ban, không đẩy China chứ kỳ quá. China nó đẩy China nó chẳng đâu phải là bà lên mạng mà coi bà cắt tường mà bà dẫn chương trình đó, bà đi Nhật cái ba Yeah. Mau lên gì đó. Yeah. Ừ, chứ đâu phải là để China mà nó Trung Quốc không. Cái gì nó Nhật mà nó cũng phải để cái đó Phật ra. Dạ. Bà đi là bà nói với mình là bà đang đi bên Nhật. À, nhưng mà đồ để China phải không? Thấy gì giống như đồ cổ vậy mà cái này. Con đẹp. Mua được hai cái đồ đó đó. Italia luôn mới chịu nha. Có tô này nè, bảy chén này nè, đẹp quá. Chén như đồ cổ vậy rồi. Cặp nó. Đâu rồi, chút xuống dưới coi kiếm mua để mày một gói kìa. Trời ơi, đẹp không ạ ông? Nè, mua này mới chọn. Tô đẹp á, chén đẹp quá bảy. Cái này nhiêu? Nhà nhiều tô quá mà tại vì hết thương. Ủa không mua sao được trồng màu đó. Tôi lấy màu mua 15 hả? Thôi đi xuống dưới rồi, tắt đi. Đi xuống dưới coi giải rồi.